Bữa hôm giờ con đã phạm lỗi bất kính với thầy, con rất cạo hối và đau khổ khó xả tâm, nên bây giờ con xin được trình bày sám hối thầy để tâm được thanh thản vô sự. Con xin sám hối thầy, không có gì mà thầy cũng tha thứ nữa, miễn mấy con ráng nỗ lực tu là mấy con đã không phụ ơn thầy, bởi vì hầu hết là thầy thấy mấy con người nào cũng có lỗi hết, mà nếu mà thầy không tha thứ thì mấy con tu sao được. Chứ thì thật qua đôi mắt của thầy thì mấy con có nhiều làm lỗi, có nhiều không lỗi này thì cũng có lỗi khác. Cách thức của mấy con thì bây giờ nó càng lỗi, mà càng lỗi thì mấy con càng sửa, mà càng sửa thì thầy rất thương mấy con, giờ thầy tha thứ tất cả những lỗi lầm. Con hiểu chưa? Đối với thầy thì thầy đã thấu biết hết mọi cái lẽ rồi, cho nên những lỗi lầm của mấy con đều là thầy biết hết, không phải là không biết. Nhưng mà thầy là người rất tha thứ, thầy rất là thương yêu, bởi vì chúng sanh mà làm sao không lỗi lầm. Dưới luật của Phật thì nghiêm chỉnh đó, làm sao mấy con học thầy mới biết có hai tập, mà mấy con đọc còn thấm thía hai, mà nếu mà bốn tập nữa thì nó còn thấm thía biết bao nhiêu. Và nên tới từng những cái oai nghi tế hạnh, từng cái ăn mặc, từng cái này kia đều lần lượt thầy sẽ chỉnh đốn lại tất cả mọi cái này hết cho mấy con. Chứ nếu mà không có thầy thì cỡ sức mấy con chỉ ăn mặc, cỡ sức oai nghi cái tế hạnh của mấy con bao nhiêu để thôi, chứ mấy con còn biết gì hơn nữa. Nếu mà không có thầy tiếp tục để mà triển khai tất cả những cái oai nghi tế hạnh thì mấy con còn biết chỗ nào nữa đâu. Cho nên những cái này lần lượt rồi thầy sẽ triển khai thành những sách, những cái lời dạy, những cái oai nghi tế hạnh đó, viết trong những cái bộ sách dạy về giới luật của Phật. Mà đó là những cái điều mà thầy triển khai. Vì vậy mà hôm nay mấy con trợ giúp thầy, sau khi những cái buổi học mà định vô lậu thì mấy con trợ giúp thầy viết về đạo đức nhân bản nhân quả. Mà mọi người đều viết, hay dở thì không biết, nhưng mà có điều kiện là sau này thầy chỉnh sửa nó nhẹ cho thầy một chút, rồi nghĩa là mấy con sẽ có những cái tác phẩm đạo đức dạy người tu tập nó rất là tuyệt vời, cũng là trợ giúp cho thầy thêm những cái bộ sách đạo đức làm người cho càng lúc nó càng hay hơn. Bây giờ mấy con là những người tập sự mà, con có gì không? Con tự thấy con cũng có lỗi, con muốn nói trước thầy với trước lớp học để thầy coi thử giùm con. Bữa hôm đó con ngồi trong thất á, thì cô Phương có ôm đến một cái thùng báo, cô kêu con ra. Dạ, con thấy cô ôm cái thùng báo á thì con bất ngờ lắm, thì cô Phương có nói là có xin phép với thầy rồi. Thì cổ nghe con nói với thầy là con không có cái tư liệu để viết bài đạo đức á, cần có báo. Thành ra là cổ đem xuống cho con một thùng vậy đó, thì cho con viết. Cổ làm con cũng bất ngờ với xúc động lắm. Con vui vẻ hơn đi, cho con á là dự định không có viết bài đạo đức nữa. Là tại vì bây giờ con lo tu thôi, con ngưng lại rồi. Là cổ nói thì cổ cũng muốn là lo tu vậy. Con nói ở trong lớp có con tu dở nhất, giờ con không có tính viết nữa. Rồi cổ nói... con nói thôi cô đãi đi rồi chừng nữa thì con mượn con viết, thôi giờ cô mang về. Cô Phương có vui vẻ có mang về. Thì lúc đó con chở vô hết, con ngồi thì sao con nhớ là cái hình ảnh của cô Phương á, cô ôm cái thùng báo, con thấy nó nặng quá nặng, cô ôm khệ nại cô đi vậy đó. Thì cái hình ảnh nó làm cho con khó chịu quá, tại vì con cảm thấy con hối hận. Đúng ra là cái ý của con sao nó lẹ quá, thế chi lúc đó là con nhận cái thùng báo đi, rồi thứ hai này con sẽ mang lên để cho cô Phương á có lòng tốt đem cái thùng xuống cho con. Con không nhận thì cô Phương mang về, thì mặc dù là cô Phương rất vui vẻ nhưng mà con á thì con không có tế vậy, con tự sáng vậy ra con ngồi, mà cái hình ảnh cô Phương ôm cái thùng báo nặng đi về vậy mà con bức rứt quá dạ con khó chịu lắm. Thành ra giờ con nói bữa nay để con lên đó là con bạch với thầy coi thầy xử giùm con chứ, là rầy la giùm con chút cho con đỡ khổ. Chứ con mặc dù là cô Phương rất vui nhưng mà con nghĩ lúc đó nếu con nhận cái thông báo thì con giữ nó đi, là thứ hai con đem lên như vậy thì nó cũng được. Mà tại cái ý con nó nghĩ là không viết bài nữa, thành ra nó thẳng không nhận luôn. Bởi vì thẳng thắn, có nhiều khi thẳng thắn không hay chút nào hết. Dạ. Đúng rồi, như vậy là con sám hối, con hối hận gì cũng đúng chứ không phải không đâu.
sau này nhờ những cái bài học đó nó sẽ giúp đỡ cho con hơn. Dù là mình không làm, nhưng mà điều kiện mình thấy cái lòng tốt của người khác muốn giúp đỡ, mình có tài liệu, người ta cũng biết mình có cái khả năng có thể xem xét, mình biết được. Bởi vì con có nhiều vài câu chuyện ở trong cái về nhân bản nhân quả, những cái sự việc mà con viết ra, hoặc là đạo đức nhân bản con đã viết ra, những cái mẫu chuyện cũng khá xúc tích ở trong cái câu chuyện. Cho nên cổ cũng thấy có báo chí có những cái đăng những cái bài đó, không biết chừng con sẽ nương vào đó mà viết cái bài nó có lợi ích cho người khác. Cho nên cổ cũng có lòng tốt, tốt là con phải nghĩ rằng cho cổ mà cho những người khác cũng tốt không. Vậy mà con thì quên, mình cứ nghĩ mình ham tu thôi, mình lo tu thôi, thẳng thật nói. Nhưng mà sự thật ra thì mình thấy ở trước cái tình trạng đó, mình nhận như vậy nè. Nhận dạ. Cho cô vui, cô có câm quá, cô này cô cũng tốt bụng, là do đó mình nhận. Nhưng mà bây giờ mình chưa làm, thì mình nói bây giờ con sẽ nhận của cô, con xin cảm ơn cô. Con xin cảm ơn cô giúp đỡ con có những tài liệu, để khi nào mà có cái dịp mà con sẽ trở lại với cái bộ sách đạo đức, thì trong những cái bài báo của cô mà giúp đỡ con đó, con sẽ có những cái bài mà con sẽ lược lấy ra. Thì những cái bài mà con viết có giá trị, nó hay, nó thiết thực, thì chắc chắn là có những cái công lao của cô trong này. Con nói vậy phải hay á. Thì như vậy nó rất hay, bởi vì dù sao đi nữa, đó, cuộc đời của chúng ta là đang xây dựng mình trên cái nền đạo đức. Thì nó có những cái điều kiện cần thiết để mình xây dựng cái đạo đức cho mình. Thì những cái bài viết của thì thật xảy ra trong những cái bài báo đó, thì mình nêu ra để cho nó có chuyện thực tế. Nhưng mà bây giờ thì nó đã qua rồi, thì tất cả những gì nó đi qua rồi, thì chúng ta sẽ lấy cái đó làm cái bài học kế tiếp. Cho nên vì vậy mà mấy con nhớ là thầy bảo phải đập cơ trọn vẹn, chứ không khéo nó lơ mơ một chút xíu thì nó sẽ bị tạo hối chết với nhau đó. Cho nên vì vậy mà bây giờ Phan là các con có cần gì để các con hỏi thầy, những cái tài liệu mà từ lâu tới giờ mà thầy tích lũy, những cái điều kiện, những cái mẫu chuyện xúc động nhất ở trong cái thế gian này, để mà thầy viết cái bộ sách đạo đức làm người mà thầy định là 24 tập là mấy con, mà thầy mới có viết có 2 tập đạo đức làm người thôi, mà còn 20 mấy tập nữa thì chưa có xong. Nhưng mà thời gian gì thầy không có, cho nên vì vậy mà thầy đã từng những cái bài, những cái từ, những cái bài xảy ra trong gia đình của vợ chồng, từ con cái cho đến những cái sự kiện xảy ra ở trong học đường, và trong những tất cả nghề nghiệp mà trên báo chí đã đăng, thì thầy đã có những cái bài vở rất là linh động để mà viết thành những cái bộ sách đạo đức. Thầy đã ghi nhận và cắt để giữ gìn những cái bài đó, để lại sau khi nó đưa ra bằng cái chuyện mình chứng cụ thể. Cho nên đó là một cái điều kiện. Và hôm nay thì thầy mới hướng dẫn mấy con thôi, rồi từ mấy con mà thuật lại những cái mẫu chuyện của mấy con, mẫu chuyện đời và mẫu chuyện mấy con đã tiếp xúc mấy con viết. Thì thầy thấy mấy con gần như là trên cái bước đường mà được sự hướng dẫn của mấy con viết cũng khá hay, chứ không phải dở đâu. Nhưng mà lần lượt rồi cái ngòi bút của mấy con sẽ tuyệt vời. Thầy nói tuyệt ra khi mà được thầy huấn luyện, đào tạo huấn luyện, thì những cái ngòi bút của mấy con sẽ viết, người nào cũng có thể viết được. Vậy mà mấy con thấy như gần đây thì mấy con thấy Nguyên Thanh được cái sự hướng dẫn về cái dàn bài nó theo sát. Còn mấy con nhiều khi mấy con không sát lắm, nhưng mà dù sao nữa nó cũng là cái điều kiện, cái mô hình để chúng ta nương vào đó mà người nào cũng tiến bước học với nhau. Mà chúng ta người này học cái gì, chúng ta không ganh tị với nhau đâu, chúng ta không thấy người này hơn người kia hơn đâu, mà người học trước kẻ học sau, mình được thì chúng ta như nhau. Còn cái sự mà hối hận trạo hối như con như vậy đó, thì đáng mà con trạo hối lắm á. Người ta khệ nệ từ dưới nhà người kia, người ta lên quá cực khổ mà giờ mắt người ta mang về. Dạ. Mà cái lòng tốt người ta, con biết cái nhà nó ở dưới kia rồi. Dạ, bởi vì ở dưới con... rào, ở dưới lợn chứ không phải đâu. Mà nó khệ nệ, nó lên, nó ôm cái thùng báo lên tới con nó quá vậy. Mà trước khi nó ôm lên, nó có nói với thầy chứ nó không nói. Nó nói trước với thầy thì nó được, bởi vì những cái điều kiện mà Diệu Hiền nó biết á, thì nó cần có những cái tài liệu mà con giúp đỡ vậy thì rất tốt. Nhưng bây giờ thật sự ra thì cái thời gian mà đọc lại báo chí như vậy thì nó mất nhiều lắm, không phải không đâu. Cho nên ví dụ như chẳng hạn bây giờ mấy con cần cái mẫu chuyện nào đó về việc xã hội, thì thầy cho mấy con cái tập, một cái tập báo nó ngắn gọn, nó tập sách nó ngắn, tạp chí mà thôi. Trong đó nó kê những cái mẫu chuyện nó viết không phải mênh mông cũng như là báo chí đâu. Cho nên vì vậy nó dễ lắm, biết không? Mà do đó thì cần thiết những cái mẫu chuyện nào viết thì thầy sẽ cho mấy con mượn 1-2 tập mấy con đọc rồi. Nó ngắn gọn, nó không có gì nhiều.
phải không chưa? Dạ vậy là con cũng là người không có đạo đức rồi mà thầy. Lẽ đương nhiên là con lẽ đương nhiên là con thiếu đạo đức rồi. Con đưa vô một bài đạo đức của con quá. Đúng rồi, phải rồi, cái đó là con phải nói cái chuyện của con rồi. Cái đó là đạo đức và cái hạnh gì? À cái đạo đức đó hả? Dạ. À, tức là con thiếu cái lòng thương của cái người khác, thấy người ta kệ nệ cái thùng quá trời này, mà không thương cực khổ của người ta mà lại từ chối rồi bắt người ta phải ôm về chứ không lẽ giờ người ta liễm đâu. Con thấy cô Phương phải tự ôm kệ nệ cái thùng từ dưới lên rồi con từ chối rồi cô phải ôm cái thùng dưới về, tức là con thiếu cái lòng thương. Có phải không, thiếu lòng thương cô Phương à, chỉ nghĩ mình thôi nên không thấy cực khổ của người khác. Nhưng mà cô Phương thì rất đó là nghĩ đem cho con cái tài liệu thôi, chứ cô Phương có nghĩ gì. Nhưng mà cô cũng vui vẻ, cô khệ nệ, cô ôm về. Chứ không phải cô dùng dài đem quăng mẹ cho rồi. Giờ con phải làm sao mà thầy? Không có làm sao hết, bởi vì con nói như vậy là sám hối cái lỗi rồi, không có gì hết. Cô thì cũng vui vẻ chứ không có gì. Còn con thì bây giờ đã sám hối rồi thì tất cả mọi cái đều qua hết rồi. Chúng ta sẽ học luôn, nào chúng ta cũng khởi lòng từ thương yêu nhau hay không, khi mà mình thấy được cái điều đó rồi thì mau mau là mình đón nhận với cái lòng thương. Dạ đó con cũng định nói trước lớp nghe, để trong lớp nhìn thấy cái lỗi của con như vậy mà mai mốt thì tránh chứ không có giống như con nữa. À, chứ ai làm giống con rồi nó cậu hối thôi rồi, được rồi, không có gì đâu, như vậy là xong rồi. Từ đây về sau này cố gắng giữ, bởi vì mấy con chưa học tới tâm từ mà. Trời ơi, tâm từ thấy người ta khổ mới thương chứ.